Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella trong chương trình My Phonics Grade 2 nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại Unit 3. Unit 3 thì mình sẽ học về một chữ cái mới và chúng ta xem thử là chữ cái đó là chữ cái gì nhé. Để bắt đầu thì các con hãy lật sang trang số 10 và trang số 11 để mình bắt đầu với lại Lesson 1 nhé, bài học đầu tiên. Trong Lesson 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1 nhỏ Listen, Point and Repeat, lắng nghe, chỉ vào và đọc lại. Bây giờ mình xem thử là hôm nay mình sẽ học được chữ cái mới nào nhé. This is the letter P. Đây là chữ cái P. The letter P makes the P sound. Chữ cái P tạo ra âm P. Bây giờ các con xem thử là ứng với chữ cái này thì mình học được những cái từ mới nào nhé. Pen. Panda. Parrot. Vậy là mình có 3 từ mới mình học được nè. Đầu tiên là pen, là một cây viết. Tiếp theo là panda. Panda là một chú gấu trúc đúng không nè? Và cái cuối cùng là parrot. Parrot là một con vẹt nè. Một con vẹt, một chú gấu trúc và một cây viết. Bây giờ các con đọc theo nhé. Các con nhớ là mình đọc theo là mình phải đọc thiệt là to lên nha. Và nhớ là cái âm p, p là mình phải đọc thiệt là mạnh nhé. P. Now color là bây giờ chúng ta hãy tô màu. Đầu tiên là pen. Pen là cái bút chúng ta thấy có màu tím và màu vàng nè. Thì mình chọn màu vàng cho cái bút nhé. P. Pen. Đối với chú panda. P. Panda. Chú panda thì có màu trắng, màu đen. Ở đây không có thì mình chọn màu xanh nha. Các con muốn chọn màu gì thì các con tự chọn và các con tô vào chữ cái này nha. Chữ cái P in hoa và P thường nha. Rồi cuối cùng là mình có chú vẹt. Màu rất là xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà mình không có màu ở đây nên là mình sẽ chọn màu đỏ. Parrot. Bây giờ chúng ta look and listen. Bây giờ các con sẽ nhìn xem thử chữ P in hoa và chữ P thường được viết như thế nào nhé. Và nhiệm vụ của các con đó là sau khi mình nghe, mình nhìn xong thì các con hãy cầm bút và viết ở trên vở của mình nha. P. 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 Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần số 2 trong Lesson 1 nhé. Phần số 2 thì họ bảo mình là Listen and Point, là mình lắng nghe và chỉ vào. Khi mà nhìn vào bức tranh này thì các con sẽ thấy là cô bé dễ thương này đang vào một cái Play Store, là một cái shop để người ta bán những cái đồ chơi. Thì mình có thể thấy ở bên tay trái đó là có bán cái bút này, có bán pen, có bán panda và có bán parrot nữa, là có bán những cây bút này, những cái chú gấu bông hình chú gấu trúc và có bán những chú vẹt đồ chơi nữa. Ở bên cạnh thì các con sẽ thấy là có một chú bận áo màu xanh, thì chú ấy sẽ là chủ của cửa hàng. Bây giờ mình nghe thử cô bé muốn chú chủ cửa hàng lấy cho mình cái gì nhé. A pen please. Dạ một cây bút ạ. A pen please. A panda please. Dạ một chú gấu trúc ạ. A panda please. A parrot please. Dạ một chú vẹt ạ. A parrot please. Rồi bây giờ nếu như mình nghe cô bé nói là a pen please thì mình sẽ chỉ vào đâu nè? Mình sẽ chỉ vào những cây viết đúng không? Pen. Và nếu như mình nghe cô bé kêu là a panda please thì mình sẽ chỉ vào những chú gấu trúc nha. Còn nếu như cô ấy kêu là a parrot please thì mình sẽ chỉ vào đâu nè? Chỉ
chỉ vào các chú vẹt. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Wow! A pen, please. Oh! Wow! A parrot, please. Oh! Wow! A panda, please. Oh! Trong phần số 2, now choose là bây giờ hãy chọn. Thì ở đây mình thấy có bức hình là mình sẽ chọn giữa A và B, A and B. Mình sẽ choose between A and B, chọn giữa A và B. Đối với những cây bút này thì mình nhìn vào bức hình này mình thấy nè. Những cây bút này sẽ có màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Ở trên này không có màu đỏ là không đúng nên mình sẽ chọn là B. Sẽ chọn vào đây nha. Đối với panda, panda thì mình thấy ở trong hình này là này là màu trùng này, màu đen đúng không? Cái này màu xanh không phải. Nên mình sẽ chọn câu B. Rồi, đối với parrot thì mình thấy ở đây parrot là màu đỏ và màu xanh đúng không? Thì mình sẽ chọn câu A. Bây giờ chúng ta tiếp theo với phần số 3 trong lesson 1. Phần số 3 đó là chant and show. Các con đã học qua hai bài rồi nên bây giờ các con biết trong cái phần chant and show thì mình sẽ làm gì nhé. Mình sẽ hát và biểu diễn. Chúng ta sẽ nghe lại hai lần và các con hát lại hai lần nhé. Rồi chúng ta bắt đầu nha. P pen p p p pen pen p p p p panda p p p panda panda p p p p parrot p p p parrot parrot p p p p pen p p p pen pen p p p p panda p p p panda panda p p p p parrot p p p parrot parrot p p p Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lesson 2 nhé. Các con nhớ là bây giờ mình sẽ lật sang trang sách số 12 để bắt đầu với bài học lesson 2 nha. Mình sẽ bắt đầu với phần 4 nhỏ. Họ bảo mình là listen and read along. Là mình sẽ lắng nghe và mình sẽ đọc theo. Ở đây thì mình sẽ thấy có pen, panda and parrot. Và đây là ba từ mà mình đã học được rồi đúng không? Đó là một cái pen, là một cái bút. Panda là một chú gấu trúc. Parrot là một chú vẹt. Trước tiên thì cô Bella sẽ giải thích cho các con xem thử là những cái câu ở dưới này có nghĩa là cái gì nha. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc theo nha. Can I have a pen, please? Con có thể có một cái bút không ạ? À? Can I have a panda, please? Con có thể có một chú gấu trúc không ạ? À? Can I have a parrot, please? Con có thể có một chú vẹt không ạ? À? Thank you. Dạ, con cảm ơn.
Bây giờ chắc con nghe và đọc theo nhé. Can I have a pen, please? Can I have a panda, please? Can I have a parrot, please? Thank you. Bây giờ chúng ta đi đến phần số 5, đó là phần song, bài hát. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng đứng lên và chúng ta sẽ hát theo nhé. Chúng ta bắt đầu nè. Can I have a pen, please? Can I have a pen, please? Can I have a pen, please? A pen, please. Panda, please. Can I have a panda, please? Can I have a panda, please? A panda, please. Can I have a parrot, please? Can I have a parrot, please? Can I have a parrot, please? A parrot, please. Please, can I have a pen, please? A pen, please. Can I have a panda, please? Can I have a panda, please? Can I have a panda, please? A panda, please. Can I have a parrot, please? Can I have a parrot, please? Can I have a parrot, please? A parrot, please. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 và lesson 2 trong unit 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần cuối cùng, đó là phần lesson 3. Nên là các con hãy lật sang trang sách số 13 nhé. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu với lại phần 6 nhỏ. Họ bảo mình là circle the pictures of the words that begin with the same sound. Circle the pictures là mình khoanh tròn vào những cái bức tranh of the words that begin with the same sound. Có nghĩa là mình sẽ khoanh tròn vào những cái bức tranh của những cái từ mà nó bắt đầu với những cái âm giống nhau á. Thì ví dụ như ở đây, ví dụ như ở phần đầu tiên thì mình sẽ thấy có parrot, panda và octopus, đúng không? Thì mình sẽ thấy là panda, parrot có cùng một âm là p đầu tiên, đúng không? Nên mình sẽ khoanh tròn vào hai bức tranh đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. P, parrot. P, panda. P, pen. P, parrot. P, pen. P, panda. Vậy là chúng ta đã đến phần cuối cùng ở trong unit 3 rồi, phần số 7. Họ bảo mình là listen, point and repeat. Nó cũng giống như tất cả những cái bài trước mình đã học ha. Thì mình sẽ lắng nghe, mình chỉ vào và mình đọc một cái từ mới mà mình biết, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học một từ mới, đó là pony. Pony là một chú ngựa, pony, một cái chú ngựa mà giống nhỏ, ngựa nhỏ thì được gọi là pony. Nên là khi mà chúng ta nghe pony thì chúng ta sẽ chỉ vào chú ngựa nhỏ này nhé. Pony. 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 Rồi, tiếp theo họ bảo mình là color the pictures of the words that start with the p sound. Say the p words. Là mình sẽ tô màu những cái bức tranh mà nó có từ bắt đầu với lại âm p nha. Rồi sau đó mình sẽ nói cái từ đó luôn. Mình sẽ nói theo, mình sẽ đọc theo cái từ mà có bắt đầu bằng âm p đó ha. Và khi mà chúng ta nhìn vào ba cái hình này thì chúng ta sẽ thấy là có
Đầu tiên đó là pen, bắt đầu bằng âm p đúng không nào? Tiếp theo là parrot. Parrot đúng không? Parrot thì cũng bắt đầu bằng âm p. Và cuối cùng đó là omelette. Omelette thì nó không có bắt đầu từ âm p. Do đó chúng ta chỉ tô màu pen và parrot thôi nhé. Pen. Parrot. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học thứ 3 rồi. Chúng ta đã hoàn thành Unit 3. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và mình chơi trò chơi để mình có thể nhớ bài tốt hơn nha các con. Pen. Pen. Panda. Panda. Parrot. Parrot. Pony. Pony. Puh. Pen. Pony. P. Pen. Pony. O. Orange. Octopus. O. Orange. Octopus. P. Pen. Panda. P. Pen. Panda. P. Panda. Parrot. P. Panda. Parrot. O. Olive. Omelette. O. Olive. Omelette. N. Nut. Nest. N. Nut. Nest. P. Pony. Pen. P. Pony. Pen. O. Orange. Octopus. O. Orange. Octopus. P. Pen. Panda. P. Pen. Panda. P. Panda. Parrot. P. Panda. Parrot. O. Olive. Omelette. O. Olive. Omelette. N. Nut. Nest. N. Nut. Nest. P. Pony. Pen. P. Pony. Pen. O. Orange. Octopus. O. Orange. Octopus. P.
panda. Pen. P. Panda. Pen. P. Panda. Parrot. P. Panda. Parrot. O. Olive. Omelette. O. Olive. Omelette. N. Nest. Nut. N. Nest. Nut. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học thứ 3 trong chương trình My Phonics Grade 2 rồi. Cô Bella cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô trong 3 bài vừa rồi nhé. Chúc các con luôn khỏe, luôn ngoan, học giỏi và nghe lời ba mẹ. Cảm ơn các con và tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong bài học lần sau nhé. Bye bye!